đến với chuyên đề hạnh phúc thực sự đến từ bên trong của chúng ta. Thưa quý vị các bạn, tôi thường dạy sinh viên và tôi đào tạo các doanh nghiệp, các doanh nhân, những người làm công ăn lương, cán bộ công chức. Thì tôi sẽ hỏi những bạn ấy là hạnh phúc, bạn hạnh phúc có từ đâu? Thì có người sẽ trả lời là hạnh phúc là em nhờ vào gia ba má em, hạnh phúc có được là nhờ gia đình của em hạnh phúc có được là nhờ chồng của em, nhờ vợ của em, nhờ con của em và nhờ những người thân của em. Thì điều này họ chỉ nói đúng một phần các bạn, nhưng mà trái lại nếu dựa vào quan điểm này thì sẽ những người đó sẽ số phận sẽ đau khổ. Bởi vì sao các bạn? Tôi lấy ví dụ, nếu các bạn nghĩ rằng là hạnh phúc các bạn đó có được từ cha mẹ, nhưng mà cha mẹ các bạn có sống đời với bạn hoài không? Nếu một lúc nào đó cha mẹ các bạn 100 tuổi già thì như thế bạn còn dựa vào ai? Thứ hai, bạn nghĩ rằng vợ bạn làm cho bạn hạnh phúc, chồng bạn làm cho bạn hạnh phúc, nhưng mà có chắc chắn là mối quan hệ hôn nhân này nó là răng long đồ bạc, hay là thay ngựa giữa dòng, hay là ly dị, vân vân? Thì các bạn hãy nhớ luôn luôn hạnh phúc là dựa vào chính mình đó các bạn. Thì trong cái video này tôi muốn chia sẻ đến cho các bạn là câu chuyện bắt đầu với người bạn của tôi. Anh đã sống một cuộc sống có nhiều thành công về mặt vật chất. Anh ta có một công việc tốt, một gia đình tuyệt vời và đủ tiền thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất. Tuy nhiên, mặc dù có tất cả những thành công, anh ấy vẫn cảm thấy bất mãn và không hạnh phúc, buồn chán. Một hôm anh ấy gặp một người bạn cũ của tôi và chia sẻ với anh ta về một trạng thái không hạnh phúc của mình. Người bạn này đã trải qua những khó khăn và thất bại trong cuộc sống nhưng vẫn tìm được niềm vui và hạnh phúc. Anh ta chia sẻ rằng hạnh phúc thực sự không nằm trong những thành công vật chất mà đến từ bên trong chúng ta. Anh ấy bắt đầu nghiên cứu về ý nghĩa sâu sắc của câu nói này. Anh ta nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không phụ thuộc vào những thứ vật chất mà chúng ta có, mà nó nằm trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và cảm nhận từ khoảnh khắc. Anh ấy học được rằng hạnh phúc đến từ việc chấp nhận và trân trọng những gì mình có, thay vì tìm kiếm mãi trong những điều mới mẻ và hoàn hảo. Anh ta học cách tận hưởng những niềm vui đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Anh ta bắt đầu quan tâm đến sức khỏe tinh thần, tập trung vào những phát triển mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và trân trọng những khoảnh khắc bình yên và tĩnh lặng. Anh ấy cũng nhận ra rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc sống theo giá trị cá nhân và đam mê của mình. Anh ta bắt đầu theo đuổi những điều mà anh ta yêu thích và hứng thú, dù chỉ là những sở thích nhỏ nhặt, từ việc đọc sách, nghe nhạc, trồng cây, đi dạo trong thiên nhiên hay tham gia hoạt động tình nguyện. Anh ta vẫn tìm thấy niềm vui hạnh phúc trong việc làm mà anh ta thực sự yêu thích. Cuối cùng anh ấy nhận ra rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc có một tâm lý tích cực và cảm ơn. Anh ta học cách tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống và biết ơn những điều nhỏ bé mà mọi người thường bỏ qua. Thay vì phàn nàn và than vãn về những điều không hoàn hảo, anh ấy học cách tìm thấy niềm vui trong những điều tích cực và biết ơn những điều anh ta có. Hạnh phúc thật sự không phải là điều bên ngoài ta có thể mua bằng tiền bạc hay địa vị xã hội. Nó là một trạng thái tâm hồn, một cảm giác bình yên và hài lòng từ bên trong chính mình. Dưới đây là một số câu chuyện minh họa tiếp theo. Câu chuyện minh họa tiếp theo cho sự thật này. Câu chuyện về người dân nghèo hạnh phúc. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ hạnh phúc của người dân nghèo ở các quốc gia đang phát triển thường cao hơn so với người giàu ở các quốc gia phát triển. Nguyên nhân chính là bởi họ có thể tận hưởng những điều giản dị như tình thân, tình bạn và niềm tin vào cuộc sống. Và câu chuyện về những người sống với bệnh tật. Nhiều người mắc các chứng bệnh tật nặng nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan và hạnh phúc. Họ học cách đánh giá cao những điều nhỏ bé trong cuộc sống, tận hưởng những khoảnh khắc và đánh giá cao sự hiện diện của gia đình và bạn bè. Còn câu chuyện về những người hy sinh cho người khác, hạnh phúc thực sự cũng đến từ việc chia sẻ và giúp đỡ người khác. Những người tình nguyện viên, những nhà từ thiện và những người hy sinh bản thân để giúp đỡ những người khó khăn thường cảm thấy hạnh phúc và có ý nghĩa với cuộc sống của họ. Và vừa qua thì tôi cũng đã viết cái lịch sử của cái cơ sở qua. Tôi đã viết lịch sử cơ sở qua đăng móc, lịch sử từ thiện, lịch sử cơ sở từ thiện, từ thiện qua đăng móc, và tôi đã viết lịch sử cơ sở từ thiện qua đăng móc và đang viết câu lạc bộ tình nguyện
Anh viết lịch sử, câu lạc bộ, tình nguyện nụ cười Cần Thơ, tình nguyện nụ cười Cần Thơ, nụ cười Cần Thơ. Thì đây là hai cơ sở, là đây là hai cơ sở làm tình nguyện mấy mươi năm, cơ sở làm tình nguyện mấy mươi năm, làm tình nguyện từ thiện, đã mấy mươi năm đó bạn. Tôi đã biết lịch sử cơ sở từ thiện Hoa Đăng Mốc và đang biết lịch sử tình nguyện nụ cười Cần Thơ. Thì đây là hai cơ sở đó, là đã làm tình nguyện từ thiện đã hơn mấy mươi năm rồi bạn, nhưng mà công việc họ rất tất bật, nhưng mà tôi cảm thấy họ tôi vẫn cảm nhận là họ rất vui vẻ, họ rất lạc quan các bạn. Thì tiếp theo câu chuyện về những việc chấp nhận bản thân. Hạnh phúc thật sự đến với chúng ta khi chúng ta chấp nhận bản thân mình, sống một cuộc sống chân thành với giá trị của mình. Việc khám phá và phát triển khả năng sở thích và đam mê riêng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hạnh phúc thật sự. Về câu chuyện về người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, hạnh phúc thực sự không chỉ đơn giản là cảm giác thoải mái về tình trạng hiện tại, mà còn là việc tìm kiếm ý nghĩa, mục tiêu lớn lao trong cuộc sống. Những người tìm kiếm ý nghĩa này thường tìm thấy hạnh phúc thật sự trong việc đóng góp vào hoạt động xã hội và làm điều tốt cho cộng đồng. Những câu chuyện trên cho thấy rằng hạnh phúc thật sự đến từ bên trong chính mình, từ cách chúng ta nhìn nhận và trải nghiệm cuộc sống. Khi chúng ta học cách tận hưởng những điều nhỏ bé và biết ơn những điều chúng ta có, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc bên trong mọi hoàn cảnh đó các bạn. Thì trên đây là một cái video bài viết của Lâu Dài Ngã Bảy nhà Sài Gòn, tức tiến sĩ Lê Văn Tôi, Lê Văn Tư. Thì hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho các bạn những cái quan điểm, những tư duy. Các bạn hãy nhớ rằng hạnh phúc là từ trong bản thân chúng ta không dựa vào ngoại cảnh, chúng ta không lệ thuộc vào người khác, mà hãy biết tự tìm hạnh phúc cho chính mình. Và cũng có câu nói là hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Và các bạn thấy video này hay, các bạn hãy chia sẻ, hãy like, hãy comment và nhớ đăng ký kênh YouTube của TikTok của tiến sĩ Lê Văn Tư. Và các bạn hãy nhớ vào 19 giờ là tối thứ tư 3 tháng 4 tôi sẽ tổ chức buổi livestream những kỹ năng trích dẫn tài liệu để viết quyển sách để đời. Cảm ơn các bạn.